Sáng ngày 10 tháng 7, Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị tập huấn luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tham gia tập huấn có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, ủy viên ban thường vụ, tránh văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố thông tin về hoạt động dân chủ ở cơ sở, giới thiệu những nội dung cơ bản của luật dân chủ ở cơ sở năm 2022, hướng dẫn thực hiện dân chủ và ý nghĩa việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan, đơn vị. Qua tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện ngày càng tốt hơn công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị trong thực hiện hiệu quả luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, tạo sự đoàn kết nội bộ, đồng thuận cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được sao, đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tham mưu, tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.